thoại gập vuông, giá rẻ hơn Galaxy Fold. Theo Bloomberg, Samsung đang hợp tác cùng với nhà thiết kế người Mỹ Tom Brown cho dòng điện thoại gập được thứ hai của mình, nhằm thu hút rộng rãi người tiêu dùng hơn nữa, trong đó có những người yêu thích thời trang, sang trọng nhằm thể hiện dấu ấn cá nhân trên một thiết bị di động hơn là các tính năng công nghệ. Theo nguồn tin từ trang Bloomberg, chiếc điện thoại có thể gập được thứ hai mà Samsung đang sản xuất sẽ xuất hiện sau khi hãng này chính thức bán Galaxy Fold ra thị trường. Vì vậy có thể hiểu, nếu Galaxy Fold bán tốt và tạo ra hiệu ứng, thì gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc mới tính chuyện thương mại hóa chiếc điện thoại có thể gập được tiếp theo của mình. Chiếc điện thoại gập thứ hai của Samsung có thiết kế nhỏ hơn, với màn hình 6,7 inch có thể gập được thành hình vuông và bỏ gọn gàng vào trong túi. Màn hình chính của máy sẽ có cùng kích thước như một chiếc smartphone thông thường hiện nay khi mở ra, thay vì là một thiết kế màn hình khá lớn như là Galaxy Fold. Galaxy Fold có giá khởi điểm là 2.000 đô la Mỹ, dự kiến sẽ được bán ra thị trường trong tháng 4 vừa qua nhưng phải hoãn lại tới tháng 9 này vì sự cố liên quan tới màn hình. Samsung được cho là đã điều chỉnh lại thiết kế gờ màn hình để tăng độ bền cho phần màn hình gập của máy. Nếu thông tin của Bloomberg chính xác, thì phiên bản nhỏ hơn của Galaxy Fold sẽ có thiết kế tương tự như Galaxy Note 10 cộng khi có cùng kích thước màn hình 6,8 inch. Nhờ đó với kiểu dáng gập được, những người dùng yêu thích sự nhỏ gọn sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi di chuyển.